Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và như các bạn có thể thấy ở trên màn hình là hôm nay mình đã sắp đạt được 650.000 xu, tức là mình đã rất gần so với cái nhà huyền thoại vĩnh viễn mà mình đang mong muốn rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem đâu sẽ là cái nhà huyền thoại thích hợp nhất cho những người chơi F2P. Thì nếu các bạn là những người chơi mới thì có thể các bạn chưa biết rằng trong tựa game Riot Kingdom thì từ KVK chinh phạt trở đi, các bạn sẽ có khả năng lấy được nhà huyền thoại một cách hoàn toàn miễn phí thông qua hệ thống xu quý ở KVK chinh phạt. Ở đây các bạn sẽ có tổng cộng là 4 cái skin nhà, lần lượt tương ứng với skin nhà KVK 1, skin nhà KVK 2, skin nhà KVK 3 và skin nhà KVK 4. Ngoài ra thì khi các bạn kéo xuống dưới đây, các bạn sẽ có thêm một cái skin nhà là cung điện Topaki. Thì skin nhà này mình sẽ gọi là skin nhà chinh phạt. Như vậy tổng cộng chúng ta sẽ có 5 skin nhà mà chúng ta có thể lấy hoàn toàn miễn phí. Làm cách nào để các bạn có thể kiếm được số lượng xu quý cũng như là xu chinh phạt để có thể đổi được các skin nhà này? Tất cả sẽ đến từ hệ thống trung tâm nghiên cứu pha lê và mỏ pha lê này. Thì mỗi khi mà các bạn nâng một công nghệ pha lê ở trong cái bảng nghiên cứu pha lê này thì các bạn sẽ nhận được một lượng xu quý tương ứng. Thì các bạn có thể theo dõi bảng tech của mình. Thì khi ở khởi đầu mùa KVK này mình có 446.000 xu, mình sẽ cho là 250.000 xu đi. Và hiện tại là cái bảng tech của mình tính đến thời điểm mình đủ 650.000 xu, tức là mình đã kiếm được 200.000 xu quý khi mà nâng bảng tech này. Thì bảng tech KVK lần này mình đã tập trung nhiều hơn vào tech tấn công, chứ mình không còn nâng tech farm trước nữa. Mình cũng đã sử dụng KH khá là nhiều, phải rơi vào tầm khoảng 50 con KH để lấy pha lê để tiếp tục nâng. Và cái gói pha lê duy nhất mà mình mua là gói pha lê tháng. Chi phí rất là rẻ thôi, 109.000 cho một gói pha lê 50 ngày, tức là các bạn sẽ mất khoảng hơn 2.000 đồng một chút một ngày để có được cái gói đó. Thì hiện tại các bạn có thể thấy là mình đã nâng xuống cả những cái điểm dễ này. Thì thực chất đối với mình, những cái điểm như điểm thuốc đặc trị này, giảm chi phí chữa lành, những cái điểm như lệnh hành quân, thuốc đặc trị này, lệnh hành quân đây, là những cái điểm này sẽ tăng cái năng lực quân rally. Mà mình thì mình sẽ không làm key rally nên thực sự là không cần. Nhưng mà mình nâng lên để mình lấy cái xu quý này. Khi mà các bạn mới nâng những điểm lần đầu ấy, các bạn sẽ được rất nhiều xu quý nha. Các bạn sẽ được rất nhiều xu quý và cái lượng pha lê các bạn bỏ ra sẽ rất là ít. Như ở đây là 1.600 thì thường các bạn chỉ phải bỏ khoảng 120.000 pha lê thôi. Nhưng mà bù lại những cái tech tấn công như thế này, các bạn sẽ nhận được rất là ít xu quý, khoảng 2.000. Nhưng mà cái số pha lê các bạn bỏ ra rất là nhiều, có thể lên đến cả 700-800.000. Thì chính vì vậy nếu các bạn là một người farmer và các bạn muốn có nhiều xu quý hơn để các bạn lấy skin nhà nhanh nhất, thì các bạn sẽ nâng tech farm nhiều hơn. Nhưng mà chắc chắn một điều là các bạn đánh KVK nó sẽ bớt thú vị hơn. Và mình khuyên là các bạn là dù các bạn có nâng tech farm, các bạn cũng không thể nào một mùa mà lấy được skin nhà. Các bạn phải nhanh nhất là phải 2 mùa. Còn 3 mùa là chắc chắn, dù bạn nâng tech như thế nào đi nữa, bạn cứ chơi đầy đủ, bạn nâng bình thường thôi, là chắc chắn 3 mùa các bạn sẽ có được cái sẽ có được đủ 650.000 xu quý để các bạn lấy skin nhà. Thì đây mình sẽ đi phân tích từ skin nhà đầu tiên là skin nhà KVK 1. Chúng ta có là Hoàng Hôn Buông Xuống, một skin nhà rất là đẹp với cái hiệu ứng như một là một cái pháo đài man rợ vậy, được xây trên một cái nền tảng là một cái núi đá. Hiệu ứng của skin nhà này sẽ cộng cho các bạn là 5% thiệt hại kỹ năng, tức là 5% sát thương đỏ. Đồng thời tấn công bộ binh sẽ bị giảm đi 10%. Khi chúng ta nhìn vào những cái hiệu ứng này, chúng ta sẽ biết ngay rằng skin nhà này thích hợp cho những tướng sử dụng đam đỏ, và cụ thể ở đây là kỵ binh và cung thủ, thậm chí là tướng xe nếu mà các bạn thích sử dụng xe đánh nhau. Bởi vì ở đây thì các bạn bị giảm mất cái chỉ số tấn công của bộ binh, thì rõ ràng nếu sử dụng trên bộ binh nó sẽ không tối ưu. Và khi các bạn bị giảm tấn công bộ binh ấy, thì các bạn cũng sẽ bị giảm một lượng sát thương nhỏ, mặc dù rất là ít. Chủ yếu là giảm sát thương trắng, nhưng sát thương đỏ các bạn cũng có bị ảnh hưởng. Skin nhà thứ hai, chúng ta có skin Giấc Mơ của Người 34. Thì cái skin nhà ở đây chúng ta bị thiếu mất hai chữ 34, nhưng mà thực chất là Giấc Mơ Người 34 nhé. Phòng thủ đội quân 3%, tốc độ chữa lành 3% và tấn công kỵ binh trừ 10%. Thì nếu như nhà KVK 1 giảm chỉ số của bộ binh thì nhà KVK 2 sẽ giảm chỉ số của kỵ binh. Skin nhà Giấc Mơ Người 34 này sẽ được là một skin nhà mix trúc với cái hiệu ứng tăng tốc độ chữa lành 3%. Thì thật sự nếu mà để mình nhận xét ý, thì 3% tốc độ chữa lành là không cao và không thật sự đáng để các bạn lên. Nhưng nó vẫn chắc chắn nó sẽ ngon hơn là cái hiệu ứng mà nhận được kinh nghiệm của chỉ huy này rồi, chắc chắn là sẽ ngon hơn. Ở đây buff phòng thủ đội quân 3% là các bạn sẽ được buff cho cung, cho bộ, cho kỵ, cho xe,
nhưng mà 3% nếu giả sử các bạn chơi chuyên một đường, mình ví dụ các bạn chơi chuyên bộ, các bạn chơi chuyên bộ đúng không, các bạn mang ra ngoài ba đạo bộ, còn bạn không mang đạo cung, không mang đạo kỵ nào hết, thì skin nhà này thật sự nó sẽ không bằng skin nhà tím. Bởi vì skin nhà tím các bạn sẽ được cộng 5% phòng thủ của bộ binh, thì chắc chắn nó sẽ ngon hơn nhà skin nhà này 2%. Thì skin nhà này sẽ thích hợp cho những ai mà đánh mix trúc, tức là các bạn đánh hai đạo ba đạo, vì các bạn mang khoảng hai đạo bộ, hai đạo kỵ, một đạo cung thì sẽ có lợi hơn và phát huy hiệu quả tốt nhất. Còn các bạn đánh chuyên một đường thì sẽ không thật sự thích hợp. Vậy nên những người nào mà mình nghĩ là các bạn chưa có nhiều đạo về những đạo khác thì các bạn có thể cân nhắc là không đổi nhà này. Thì nhà này các bạn có thể đua được ở KVK2, hoặc các bạn có thể bay về những kinh đâm mới để đua. Thì khi mà các bạn chữa lính ấy, thì các bạn có thể đổi vào skin nhà này để các bạn chữa lính nhanh hơn một chút. Nơi ở của Thánh Thần, skin nhà KVK3. Nếu mà được nhận xét thì mình có thể nói đây là một skin ngon nhất ở trong 5 cái skin nhà này. Ở đây thì chúng ta có hiệu ứng là cộng sản xuất tài nguyên 15%, phòng thủ kỵ binh 10% và trừ phòng thủ bộ binh 10%. Sản xuất tài nguyên 15% thì thật sự là một cái chỉ số có lẽ và khi mà các bạn mới chơi nó sẽ khá là ổn. Nhưng mà về sau thì 15% tài nguyên từ những công trình sản xuất thì nó thật sự là nó không đáng. Tương tự nếu mà so với tăng tốc độ chữa lính của giấc mơ người 34 ấy, thì cái búp này cũng cùi hơn rất là nhiều. Ở đây chúng ta có một búp rất là ngon, đó là cộng phòng thủ kỵ binh 10%. Đối với mình, tất cả những nhà mà cộng chỉ số cho một loại lính ấy, mình sẽ đánh giá cao hơn là cộng mít trúc. Đơn giản đây là 10% phòng thủ kỵ binh. Thì như các bạn đã biết là chỉ số phòng thủ, tức là máu và thủ trong game này sẽ quan trọng hơn chỉ số tấn công. Những người chơi mà sử dụng hạng vũ trang ra mà mạnh trong game thì đa số họ cũng đều bui theo cái kiểu là dồn hết trang bị là cộng càng nhiều máu càng tốt, máu và thủ càng tốt, còn bù lại thì hệ số, còn bù lại thì cái búp tấn công ấy sẽ lấy từ cái tech pha lê, từ cái búp liên minh và cái búp nghiên cứu bình thường. Đồng thời là từ cái skill của những con tướng kỵ binh cũng cộng công rất là nhiều. Thì 10% phòng thủ kỵ binh này rất là ngon. Thì đối với những ai mà là fan của kỵ binh thì cái skin nhà KVK3 nơi ở của Thánh Thần này thật sự là quá là tuyệt vời cho các bạn luôn. Không có một cái nghi ngờ gì rằng các bạn chơi kỵ binh sẽ là người được hưởng lợi nhất từ cái skin nhà này, cũng như là một trong skin nhà ngon nhất hiện tại. Bởi vì kỵ binh thì khác với cung, kỵ binh thì những người chơi tầm trung đến VIP đều có thể sử dụng được, nhưng cung thì những người chơi tầm trung sử dụng thật sự sẽ không phát huy hết tác dụng. Tiếp theo chúng ta có nhà Diệt Phi, thuộc tính đặc biệt sát thương cho quân man rợ 5%, thì sẽ giúp các bạn mà kéo man rợ trong KVK một cách dễ hơn, nhất là những kỳ KVK sau này. Khi mà man rợ rất là trâu thì 5% sát thương man rợ nó cũng sẽ giúp các bạn có một chút lợi ích ở trong cái việc kéo man rợ. Tấn công cung thủ 10% và trừ tấn công bộ binh 10%. Thì đây rõ ràng là một nhà chuyên cho cung, nhưng không phải là nhà ngon nhất cho cung. Nó chỉ là một cái nhà tạm ổn cho các bạn xài cung. Đơn giản bởi đây các bạn sẽ được cộng 10% chỉ số tấn công. Nhưng chỉ số tấn công của cung vốn dĩ đã rất là cao. Tương tự như kỵ binh, thì nếu cái skin nhà này sẽ không thể có tác dụng tốt bằng những skin nhà mà cộng 10% thủ cung và đặc biệt là cộng 10% máu cung thì sẽ ngon hơn rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta cũng không có yêu cầu gì quá cao đối với một skin nhà miễn phí mà gần như các bạn chắc chắn sẽ có thể sở hữu được. Thì các bạn sẽ phân vân giữa skin nhà K4 là cộng 10 thủ cung và sát thương cho man rợ, và nhà K1 đó là tăng thiệt hại kỹ năng ở đam đỏ. Thì cái này là mình nghĩ rằng nếu bạn chơi chuyên cung thuần cung thì nên lấy nhà K4, tại vì nhà K4 chắc chắn sẽ có lợi hơn. Bởi vì khi các bạn đánh thường, các bạn phải đánh thường đến thường phải 7 turn đến 10 turn thì các bạn mới ra được skill tùy cái trang bị và bảng kỹ năng, tùy con tướng. Thì đam trắng sẽ ổn định hơn. Còn đối với những bạn mà chơi cung nhưng các bạn mix thêm một đạo bộ hoặc một đạo kỵ thì các bạn nên lấy nhà K1 sẽ là lựa chọn tốt hơn. Cuối cùng chúng ta có skin nhà cung điện Topaki, khôi phục điểm hành động 5%, cực kỳ ngon. Mình có thể nói là khôi phục điểm hành động là một trong những búp mà tốt nhất trong tất cả những cái búp mà không liên quan đến chỉ số của quân nãy giờ chúng ta đọc. Tốt hơn so với sát thương man rợ, tốt hơn so với thời gian hồi lính, tốt hơn so với tăng kinh nghiệm nhận được, tốt hơn so với tăng cái lượng tài nguyên sản xuất. Cái hiệu ứng này sẽ luôn luôn được kích hoạt trong suốt thời gian các bạn chơi. Tức là những cái skin ví dụ như là tăng búp cung, tăng búp bộ đi, thì các bạn phải đánh nhau thì các bạn mới thật sự thấy sự khác biệt. Còn cái việc khôi phục điểm hành động thì nó sẽ khôi phục cho các bạn hàng ngày, hàng tuần, hàng năm ở trên game. Phòng thủ cung thủ 10% ngon. Thì skin nhà này với búp 10% phòng thủ chắc chắn là sẽ ngon hơn so với búp 10% công của Diệp Phi. Sẽ không có gì để nói nếu ở dưới chúng ta không có cái chỉ số tấn công đội quân bị giảm 3%. Thì tức là ở đây chúng ta sẽ có thể tính một cách đơn giản thôi. Là cung thủ là các bạn cộng 10 stat. Thì tấn công đội quân các bạn bị trừ 3 stat, tức là bù lại các bạn sẽ có 7. Mình chỉ tính một cách tương đối,
đương nhiên là chúng ta không thể nói là chỉ số phòng thủ, chỉ số công được. Tức là các bạn, thực ra các bạn đã bị mất một số stat, tức là những các bạn mà đánh mid trúc, ví dụ các bạn đánh hai đạo cung, hai đạo bộ, một đạo kỵ thì skin nhà này sẽ bất lợi hơn cho các bạn. Nhưng nếu các bạn đánh chuyên cung, đây vẫn là một skin nhà rất là ngon, và đặc biệt skin nhà này các bạn sẽ đổi bằng cái xu trinh phạt. Xu trinh phạt này thì các bạn sẽ nhận được thông qua những cái thành tựu của thập tự trinh. Thì khi mà các bạn win KVK ấy, và các bạn đạt cái mốc mà 30 triệu kill, đây những cái thành tựu khi win KVK, thì các bạn sẽ đạt được khoảng 3 xu trinh phạt. Và nếu các bạn có giành được top hoặc là liên minh các bạn chiếm được nhiều ấy, thì các bạn có thể giành được tối đa là 5 xu trinh phạt cho một mùa. Và vừa rồi là video nói về 5 skin nhà huyền thoại mà các bạn có thể lấy hoàn toàn miễn phí ở trong tựa game Rise of Kingdom. Và liệu các bạn đã nhắm được skin nào các bạn yêu thích chưa? Các bạn đã có skin nhà huyền thoại chưa? Thì hãy bình luận ở phía bên dưới. Như thường lệ, nếu các bạn có bất kỳ yêu cầu hoặc câu hỏi nào thì các bạn có thể bình luận ở dưới để cho mình cũng như là các người chơi khác có thể trả lời giúp các bạn. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.